Các bạn thân mến, tại vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vào thời điểm này thì đang là mùa chim di trú. Vào mùa này thì bạn có thể dễ dàng bắt gặp hàng ngàn chú chim bay về đây tránh rét và tìm kiếm thức ăn. Và những hình ảnh nên thơ đó chính là động lực thôi thúc tôi tìm về đây. Tuy nhiên, lại chưa phải là lý do chính. Vậy thì còn điều gì hấp dẫn mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn? Hãy cùng theo chân tôi, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho các bạn. Các bạn thân mến, lúc này là khoảng 4 giờ sáng, còn rất là sớm với nhiều người. Tuy nhiên thì đây là thời điểm đi làm quen thuộc của những bà con vùng ven vườn quốc gia Xuân Thủy. Với diện tích vùng lõi là khoảng 7.100 hectare, vườn tồn tại rất nhiều những loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao. Từ đó đã hình thành một sinh kế truyền thống của bà con, đó là thu lượm những loài thủy hải sản ở trên những bãi ngập nước. Và ngày hôm nay thì tôi có xin phép cô Nguyễn Thị Hợp đi làm cùng cô để tìm hiểu về công việc và sinh kế của bà con. Một ngày làm việc của cô Hợp và người dân xung quanh vườn quốc gia Xuân Thủy phụ thuộc vào lịch con nước. Cũng có khi là 3, 4 giờ sáng và có khi là 12 giờ trưa. Mới 5 giờ sáng, bến đò đã đông vui. Những người phụ nữ sinh sống ở 5 xã vùng đệm của vườn quốc gia Xuân Thủy đã kịp đến chờ đò để bắt đầu một ngày làm việc mới. Bữa sáng trôi qua vội vàng trong những phút chờ đò. Những câu chuyện đời thường cũng được sẻ chia trong giây phút nhàn nhã hiếm hoi đó. Em cắt dây sắn dây ngoài biên phòng. Sao cắt dây sớm vậy? Cái sắn dây ấy, nó đè lên hoài, không cắt đi thì chết hoài mất. Bà con bắt ở đây được con gì thì chắc là xong bữa ăn mình cũng được cải thiện luôn chứ không nhỉ? Cũng ăn. Những con cái mỗi nhà mang về bữa canh ăn rồi còn bán hết. Nếu là đi làm kinh tế, tiền cho các con cháu học hành. Không biết là bà con ở đây là cùng xóm với nhau hay là ở các xóm khác nhau cùng rủ nhau đi bắt ạ? Bà con ở đây là xã bạn bên cạnh xã Hữu Thiện. Mỗi người lại đi bắt một cái loại khác nhau hay sao cô? Như bác Ngọ này thì bác bắt cua rèm với lại cam bắt rèm, còn những các cô đây là đi đào cái to, cái mật. Không biết là các cô ở đây khi từ bao nhiêu tuổi thì đi làm những nghề ở biển này ạ? Hằng này chị em đều đi làm bao giờ, không làm được nữa thôi chứ. Không nhớ làm từ bao giờ mà cũng không biết là mà làm đến bao giờ thì nghỉ. Bác đây à, bác làm từ năm 13 tuổi. Dạ. Thế như cô Hợp? Cô cũng làm mấy chục năm rồi. Thế bà con ở đây dựa vào kinh nghiệm nào để mình biết con nước lên con nước xuống để mình đi bắt thủy hải sản? Ngày xưa các cụ biết tính con nước rồi là cứ ông truyền bố truyền cho con truyền cho cháu cứ vậy. Dạ. Thế là mình cứ đi làm đâu mình quen dần. Thế là mình lại truyền cho con cháu của mình. Là xử đi là bảo hôm nay mấy con nước đấy. Ngày đời xưa cha ông mình biết tính con nước, xong rồi lúc cha ông già truyền cho bố mình. Bố mình già thì truyền cho con già mới truyền cho cháu. Mới nghe câu chuyện của những người phụ nữ này, tôi đã rất háo hức muốn được trực tiếp làm các công việc của họ. Chẳng biết sức thanh niên như tôi liệu có bắt được vài ba cần cấy như họ hay không. Để đến được bãi bồi trong vùng lõi, ngoài việc đi đò qua sông, chúng tôi tiếp tục đi bộ chừng vài cây số. Cùng là đi lượm thủy sản tự nhiên, nhưng mỗi người sẽ chia vùng riêng để thu lượm. Ai có sức thì đi bắt cái mật hoặc bắt con rẹm, là những loại bán được giá cao. Đến bắt rồi Hiệp ơi, dễ đây. Còn cô Hợp, vì sức yếu nên chỉ bắt những con giòn, con lư hay con ngao, con ốc. Cũng vì mới bắt đầu nhập cuộc nên tôi chọn theo cô Hợp để thử công việc này. Đây là
đúng rồi, khu vực này là cái nõi của vườn quốc gia Dương Thủy đây. Và chỗ khu rừng cô ra đây chủ yếu là bắt cái con hến này, con nư, con ốc. Con hến, con nư, con ốc. Con giòn. Tất cả các bà con ở đây cùng đi bắt một con cái. Các con giống nhau. Mỗi người bắt một loại. Mỗi người bắt một loại. Kia các chị em kia này bắt cái to. À. Người ta bắt hến người ta không lấy. Dạ. Thế trong những con mà cô vừa kể, con nào kinh tế là tốt nhất? Con con rèm với con cái to là kinh tế nhất. Thế sao cô không đi bắt con đấy mà lại đi bắt con hến? Cô không, vì nó ở sâu lắm, móc nó kiệt lắm. Ừ. Mình không móc được. Bắt nó vất vả hơn. Nên nó nách này, nhưng mà rồi con bắt được nỗ, bắt được nỗ không. Đi về, biển, đi bắt những con này có thấy cảm thấy vui không? Dạ vui, nhưng mà cháu chưa bắt được nên cháu vẫn chưa thấy vui lắm. Khi nào phải bắt được nhiều giúp cô cơ. Sâu vấy, sâu vấy. Nông nông đây, nông nông thế này đấy, đây có bằng này đang cào thôi. À. Sâu mệt, không được. Có khi xúc của nó hất đi. Này đâu? Thế thôi. Đậu hai đứa con tay được. Cháu chưa phân biệt được đâu. Có khi nhiều lúc cháu cào qua con hến rồi cháu lại không biết. Đấy, được rồi. À, à, dạ, dạ. Thấy chưa? Cái cào mình va vào vỏ hến, cái tiếng kêu khác với cả va vào gỗ, vào cây. Đúng. À. Thế có khi từ nãy đến giờ là cháu đã bỏ qua bao nhiêu con hến rồi không biết, bởi cháu cào mạnh quá. Cào sâu quá không được. Và cào sâu thứ nhất là vừa mất sức này, thứ hai là nhiều khi gạt qua hến mà mình không biết. Yeah. Nhờ có kinh nghiệm của cơ hợp chỉ mà tôi đã phân biệt được chỗ nào có nhiều hến. Và cả cái tiếng âm thanh giữa cào va vào vỏ hến nó khác với cả âm thanh cào va vào cây. Chật quá. Ở trên cái bãi này thì ngoài con hến ra mình thường bắt được những loại gì ở cô Hợp? Con cái. Con cái. Còng còng. Còng còng là như thế nào nhỉ? Đây, cô vừa bắt được một con cũng đỏ đây. Đây, nó là còng còng giữa đi. Con còng còng cái nhưng nhỏ gọn. Con còng còng đực thì gạ càng nó to. Nó cũng có càng và trông nó hình như con cua này. Nhưng cái mai nó có vẻ tròn và to hơn. Còng còng cái thì mình bắt về thì mình làm được cái gì hả cô? Nấu canh. Nấu canh. Ngọt lắm. Dạ. Ở những cái gốc này thường hay có cái hả cô? Có cái này. À đấy. Rồi. Con còng còng. À, đây còng còng, màu đỏ. Giờ cháu phân biệt được rồi. Còn còng còng thì thường là có cái mai nó trụ và dày hơn. Và nó thường là có màu đỏ nên dễ phân biệt hơn cái. Thế trong những cái loại mà mình bắt ở trên bãi này thì loại nào được giá nhất hả cô? Cái con cua rèm là được giá nhất. Cái con cua rèm nó to như thế này này. Ui. Mấy lại cái con cái đỏ các cô đang móc kìa. Dạ. Thi thoảng có con cua rèm nó khoảng độ 5, 6, 7 nạng. Có con hàng, ở ngoài biển có con hàng cân. Như cua rèm thì mình bán được khoảng bao nhiêu tiền một cân? Nó tùy sao, yếm đào thì được 500 một cân. 500 nghìn một cân? 7 nghìn. 7 nghìn một cân á? 7 nghìn một cân, 6 Ồ. Nghìn, 7 nghìn. Tôi thì trước khi bắt con hến thì tôi cứ tưởng là nó chỉ nhỏ như cái móng tay và canh hến mình hay ăn. Nhưng khi nhìn con hến của cô Hợp bắt thì tôi thấy rằng nó có vẻ là giống con ngao hay con ngán hơn, rất là to. Tuy nhiên loại này mới có được khoảng 7 đến 8 nghìn một cân. Vậy thì có cũng 7 nghìn một cân. Không được giá lắm nhỉ? Xem được cả vĩ cào này. À, đỡ mất sức. Vĩ cào. Dạ. Thế như cô dự đoán ngày hôm nay con nước với cả thời tiết như này thì cô cháu mình có bắt được nhiều không? Nước lên sớm vậy thì ở đâu ra mà nhiều? Lên sớm thì nước nó phải cạn làm sao đến 1-2 giờ chiều thì mới được nhiều chứ. Như bây giờ mới tầm khoảng 8-9 giờ sáng mà nước đã hơi cao rồi. Dạ. Nước lên sớm quá. À thế là tùy ngày à? Là nó phụ theo con nước. Dạ. Mai mai một con, ngày kia nước cạn cả ngày thì có thể bắt đến tối cũng được. Có những hôm mà mình đã dự đoán là nước cạn nhưng mà nó lên nhanh là mình vẫn không bắt được gì. Nếu mà nó cạn độ 2 con, 3 con thì nó khô bãi trên thì chẳng có gì tất cả. Thì lại phải những người mang mai đi đào. Chúng là lỗ hết trong gốc. Yeah. Cái con cái cô móc bây giờ này thì cô bắt được. Thế vào những cái mùa mà giông bão rồi biển động như thế thì mình có đi được bãi để mình bắt được không cô? Đi thì bắt các con ở trong bãi này thì là nó ít. Vào mùa đấy thì thu nhập của bà con lấy từ đâu ạ? Thu nhập à? Thu nhập thì cứ ngày nọ nó cõng ngày kia đi chứ. Làm sao mà nó đều đều được.
Có ngày đi ra đến đò chiều mưa to gió lớn thì ngồi chán trở về. Đúng là công việc mà phụ thuộc vào thời tiết như thế này thì không thể nói trước được bất cứ hôm nào. Dù có những hôm các cô lấy được 5-70 nghìn nhưng đó cũng là những hôm mà mình được mùa thôi, mình được về số lượng thôi. Mình cũng lại phải bù cho những cái hôm mà thời tiết biển động và mình không bắt được cái gì cả. Nhưng mà cháu thấy cái công việc như cô cháu mình tức là cứ vừa đi vừa lội mà ngâm nước cả ngày thế này thì cô hợp với bà con có cách nào để giữ sức khỏe và không bị ốm không? Làm như vậy nó như rèn luyện thân thể. Người ta ngâm nước, người ta tắm cái nước mặn là chuyện bình thường, càng khỏe. Nếu mà ở trong báo nó nói mỗi một năm là gội đầu nước mặn được mấy lần là không dụng tóc. Không dụng tóc. Mình cứ sống công việc mình ở đâu thì mình khắc quen đấy á. Người ta ở mãi Hà Nội hay là Hải Phòng, Hải Dương, người ta về người đây còn tắm nước mặn mất tiền mỗi chuyến đi mấy triệu bạc. Mình chỉ mất có mấy nghìn tiền đò. Ở đây đi cào tự do thì hôm nào nhiều thì được 150-200 nghìn. Thế bà con có cái công việc gì làm thêm để thêm thu nhập không ạ? Đi biển là chỉ có đi biển vậy rồi về nhà rồi làm công việc ở nhà thôi. Còn nếu mà ra đây chỉ có thế thôi, không có gì thu nhập. Còn nhặt đồng nát thì ra phải là sóng vồ kìa. Nhặt thêm thu nhập thì đồng nát đi. Mấy nghìn cân, ngày nó 9-10 nghìn thì cô cũng đi nhặt. Dạo này gọi cái ve chai đấy. Dạ. Dạo này nó có 4-5 nghìn không chẳng ai nhặt. Mùa nào thì mình có việc gì mình làm việc đấy thôi. Ra đây nghĩa là thập cẩm, gặp cái gì làm cái đấy. Mà như cô nói là hình như là ở những cái bãi ngao người ta vẫn còn thuê cả người dân để khai thác giúp họ mà. Chữa dày là người ta thuê máy sủi rồi. Còn ở cái vệ sát giáp giới nhau là người ta không sủi bằng máy được. Còn cái chân vây đế đấy, họ thuê các cô cuốc. Cuốc lên thì là giả sử như là một gang cái vầy này nó là 6 con hay 8 con nên là mình cuốc bằng tay. Còn nếu không mà chưa sủi thì là một gang cái vầy này phải bốc 20 con. Làm thế thì họ trả cho mình bao nhiêu tiền? Công nhật 200. 200. Cũng mình mang cơm nắm cơm đi ăn trưa còn họ chở đi họ đón về. Thế cũng thêm thu nhập cho bà con. Mà ở đây cháu nhìn thấy có một cái điều hơi lạ nhé. Tất cả mọi người cùng đi bắt. Sao mọi người lại không bắt riêng cho mình mà người bắt được con này lại cho người kia? Người ta vì người ta không lấy cái con này, người ta bỏ vào mình sợ nó gãy cái còng càng của cái con cái mật này. Nó nặng, nó rơi nó gãy. Tí về là gãy nhiều càng là người ta chê. Nó bỏ ra con nên hến nó không lấy, nó nặng. Dạ. Thứ nhất là nặng, thứ hai bỏ vào nó bị gãy con cọng của con kia. Ừ. Mỗi loại... Cái là cái, họ bắt cái là cái chứ họ không bắt cái con nào khác. Dạ. Nếu các bạn đang thắc mắc là vì sao cô cháu tôi có thể dễ dàng di chuyển trong khu rừng ngập mặn như thế này thì đó chính là nhờ những đôi giày đặc biệt. Những đôi giày này được bán xung quanh khu vực vườn quốc gia và giúp cho bà con trồng ngao đi làm dễ dàng hơn. Giày này thì giúp đôi chân của bạn có ma sát hơn và đỡ bị lún sâu xuống bùn lầy, đồng thời là giúp bảo vệ đôi chân khỏi những loài giáp xác hay là những loài vỏ cứng. Tuy nhiên thì với tôi di chuyển ở trong khu rừng nước rậm rạp như này thì vẫn là một thách thức thực sự. Di chuyển trong này thì đặc biệt khó với cả một người có thân hình hơi cồng kềnh như tôi. Tuy nhiên với cô Hợp thì lại rất dễ dàng. Và như cô nói thì có nhiều loài sinh vật thì lại phải cúi rạp người xuống và bò như trẻ con thì mới thể bắt được. Tôi thì chắc là vẫn chưa có đủ kỹ năng để bắt những loài đó. Nhờ có giày thì đôi chân tôi đã được bảo vệ kỹ càng, tuy nhiên tay thì vẫn dễ dàng bị cào xước bởi những cành cây sắc nhọn. Tuy nhiên thì tôi cũng không dám nói cả cô Hợp, bởi vì sợ cô chê là anh này thành phố, cô đuổi về không cho làm nữa thì xấu hổ. Có vào đến đây mới thực sự hiểu được sự vất vả của những người phụ nữ nơi này. Chưa nói đến chuyện lượm hải sản, chỉ cần có thể di chuyển trong địa hình này đã tốn khá nhiều sức lực. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ phụ giúp cô Hợp thì thành quả của tôi chỉ vèn vẹn có vài con ngao, con ốc. Với số lượng này chắc chắn sẽ không thể đủ bán. Không thể giúp cô Hợp gia tăng hiệu quả lao động, tôi đành rút lui để không vướng chân cô. Mong rằng cô sẽ kiếm được nhiều hơn khi không bị tôi làm phiền. Dù đã khá mệt khi theo chân cô Hợp, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm nữa về cuộc mưu sinh của những người phụ nữ nơi đây. Trong số những người phụ nữ tôi bắt gặp trong lúc chờ đò, có chị Khuyên là người giỏi nhất với nghề bắt cáy mật. Những con cáy mật thì thường nó sống ở đâu hả chị Khuyên? Đây, những cái lỗ thường ở những gốc cây à? Dạ. Thế mình phải dùng như cái dụng cụ chị gọi là cái gì? Con cáy mật thường nằm trong tổ sâu dưới bùn lầy. Để bắt được chúng, phải là người rất khỏe,
và đương nhiên phải chịu đau giỏi. Mình phải dùng cái lẹm để mình... Trước là chú tay vô mỗi hai tay. Dạ. Nhưng mà em thấy chị vẫn phải nhào cả người, đưa tay thật sâu xuống lấy vì sao thế? Nó sâu quá. Sâu quá không gồng nó lên thì không đưa lên được. Con này nó ở sâu tận trong thế cả. Sâu lắm, nhiều con dạ. Sâu lắm. Mà như chị nói là kinh nghiệm làm thế nào để khi mình đưa tay vào mà không bị nó cắp nhỉ? Con này cắp em thấy đau ghê ấy. Nó còn ý là sò tay xuống xem cái hướng của nó chỗ nào. Lựa theo hướng tổ của nó. Đúng rồi. Rồi, xong sao nữa ạ? Rồi lưa lên. Mình cầm vào phần nào của nó? Ý là theo cái hướng của nó nằm cái hướng nào. Mình đưa lên. Chứ không phải là tự nhiên mà đưa xuống còn đưa lên được. Yeah. Ui. Các bạn có thể thấy này, như chị khuyên, nó bị cắp. Vì nó nhiều con nó còn sâu gấp mấy để ngập hết. Vâng. Ngập hết cánh tay và ngập hết nhiều lúc nước to nên phải vào mồm. Trong những loại cáy thì cáy mật là có giá trị kinh tế cao nhất. Tuy nhiên bắt được loại này thì lại vất vả hơn cả, bởi vì nó thường to ở trong lỗ rất sâu và càng thì lại rất là khỏe. Đâm ra bắt những con này thì hay bị cắp và đau tay lắm. Mấy chục năm đi bắt cái mật, chị Khuyên đã biết bao lần bị cắp chảy cả máu tay. Nhưng vì cái mật có giá trị kinh tế cao, một cân cái vào thời điểm đắt nhất lên đến 80-90.000 đồng, lúc thấp nhất cũng được hơn 50.000. Nếu con nước lên chậm, chị Khuyên có thể bắt được gần 10 cân. Mà có giá trị thế thì chắc là bà con đây đổ xô đi bắt cái mật là phần nhiều chị nhỉ? Không ai cùng người. Không ai muốn bắt con này đâu. Vì sao ạ? Nó có giá thế cơ mà. Không, giá thì giá, sức khỏe của nó đổ ra nhiều, mất sức khỏe nhiều năm. Đấy, nó vậy. Không ai muốn đi đâu. Đi bắt cái mật là mất sức nhất và nhiều khi là mệt mỏi nhất. Ngày nào chị cũng cứ dạp mình xong rồi thò tay sâu xuống tận hang này để bắt cái mật hả? Đúng vậy. Có khi nào mà chị thò tay vào những cái lỗ này chị sợ có rắn nước hay có những con gì nguy hiểm không? Không. Vì cái hướng, cái gốc này là nó không như cái thứ khác. Đấy là cũng phải kinh nghiệm đi lâu như chị mới biết rồi chứ. Em thấy thò tay vào tổ nào nó cũng giống tổ nào à. Nó biết tiếng Anh của nó. Cái này nó không có lỗ thì. Chị Khuyên thử chỉ cho em một tổ cái mật nào nữa. Đây. Em giúp chị bắt đi. Em nhìn nha đã. Vâng. Có sò tay xuống có không đây? Thông thường em thấy các cụ hay nói là nhát như cái nhưng mà cái con cái mật này thì có vẻ nó chẳng nhát tí nào cả. Không phải. Nó còn rất dữ nữa người khác. Con này nó cắm nghiến vào đau lắm. Vâng. Dạ. Tổ này là có không hả chị Khuyên? Có đấy, sò dạ. Đi. Chắc là tay em này đủ dài lấy nhỉ? Được. Dạ. Thông thường là các cụ hay nói là nhát như cái, nhưng tuy nhiên là khi bắt con cái mật này tôi lại cảm thấy hơi run run. Bởi vì nó rất là hung hăng và nó có càng rất to, cắp thì lại vô cùng đau. Chị ơi sao em vẫn chưa thấy? Mãi dưới ấy, cứ mồn mồn theo ngay của nó đấy. Úi dồi ôi, mặt em sắp sát xuống đất đến nơi. Ăn thua gì em á. Chưa thấm nó đâu được. Sao em vẫn chưa thấy cái mật đâu? À, ui ui ui, à. Cứ nghiến đi. Cứ nghiến đi. Ôm chặt lấy nó rồi đưa ra. Bỏ nó là toi đấy. Nhưng mà hình như em bị nó cắp rồi. À, ai rồi đâu ạ. Không được bỏ. Ôm chặt lấy nó, cứ để cho nó cắp, nó không chết đâu mà. À, nhưng mà đau quá. Ai xa. Lên được không? Cái máy nó đi chưa? Ủa. À, ui, ôi trời ơi. À, những người kinh nghiệm như chị Khuyên thì bắt con cái mật cũng có vẻ khá dễ dàng. Nhưng mà mỗi lần tôi bắt nó thì giống như là một lần phải là hành xác ấy. Bắt được rồi mà mình đầy thương tích thế này. Chắc là em đi bắt theo cô Khuyên à, em đi bắt theo cô Hợp cho đơn giản thôi, bắt theo chị nguy hiểm quá. Dạ. Có thực sự trải nghiệm công việc của chị Khuyên mới thấy được những nhọc nhằn trên đôi vai của chị. Có lẽ vì thế mà chị tình nguyện hy sinh để cho các con được đổi đời. 4 đứa con, 3 đứa học đại học,
đó cũng là hy vọng của chị vào tương lai khi không còn sức vào rừng bắt cái nữa. Mà cao điểm chị lấy thì chị bán được khoảng bao nhiêu tiền một buổi đi làm? Cao nhất thì được vài 300 vậy. Ngày nọ ngày kia, có ngày thì được hơn 100, ngày thì vài trăm, có ngày thì vài 300 cũng có, không tùy theo. Thì đúng mùa thì cũng được đấy chứ, đúng không? Nhưng mà ví dụ bắt con nọ, bắt con kia thêm cặp vào, ví dụ này không may vớ được lũ rèm này. Rèm to ấy, vậy là nó ở đấy. Dạ. Đi thì vậy chứ không phải cấy mật ra. Thế là mình cứ bắt cho mình sẽ đem bán cho nhà hàng à? Hay là thế họ là... đã đặt mình trước rồi? Vì có mối rồi, có mối người ta mua chuyên môn. Mình cứ yên tâm mà mình bắt thôi, chứ mình không lo là mình bắt xong ế không ai mua. Vì cái nghề này, cái nghề cái này là không có sợ ế. Như cô Hợp bảo là ai khỏe thì còn bắt được cái mật ấy. Thế khi nào mà chị mất sức chị không làm được cái mật nữa, chị định làm gì để vẫn có thu nhập cho các em học? Thì chị lại đi ví dụ là đi nhặt con ốc, con nhái vậy. Ốc rồi con còng còng rồi nói chung là cái gì bắt được, mình bắt. Phụ giúp chị khuyên một vài lần thì tôi đã thành thạo hơn với công việc bắt cái mật. Tuy nhiên như chị nói thì đôi khi có những tổ mà nó quá sâu hoặc là con cái mật nó cắp quá đau thì chị vẫn phải chịu thua. Và chị em tôi đành phải tìm may mắn ở những tổ khác. Công việc này thì cũng vất vả mà sau đó em thấy ở đây lại chủ yếu là phụ nữ đi làm hả chị? Mà không có đàn ông. Thì đàn ông người ta đi làm xốc vác hơn. Cái nghề này thì đàn ông ta không trụ được. Nó lấm lem nó... Nó lấm lem nó bẩn thỉu, vâng. Dạ. Đàn ông ta không chịu được cái nghề bẩn thỉu này. Dạ. Chỉ có đàn bà thôi. Thế là như trong gia đình chị là cả anh này, cả chị đi làm thì mới đủ trang trải cho tất cả cháu đi học. Nhiều lúc không đủ. Không đủ đâu chú ạ. Không đủ thì mình cũng phải cũng đi phải, cũng phải đi cố gắng đi rồi thêm cặp vào rồi nhà trường người ta cho vay cho mượn nữa rồi để thêm cặp vào cho các em đi học. Mình có phải vay giật rồi có nhờ chính quyền hỗ trợ gì không? Có ạ. Thì vay sinh viên là phải có chính quyền chứ. Thì qua xã người ta ký cho là biết được vay chứ. Đấy là may lúc nào cũng có cái mật hay là anh có công việc để làm ấy. Thì những cái thời điểm mà việc nó hơi khó thì anh chị lấy thu nhập từ đâu? Thì nay phải đi vay. Này vay chứ giờ thu nhập vào đâu được. Chỉ đi vay thôi. Vâng, chỉ mình có đi có vay thôi, khác không có nghề khác. Anh thì làm mộc. Thì anh thì không mấy khi thì mất thất nghiệp thật. Dạ. Không ngoài chị ra thì tính cái mùa của nó đây. Dạ. Nên mình cứ đi vay xong rồi đến vào mùa thì mình sẽ làm để mình bù lại. Bù lại nó lại giảm người ta. Ừ, dạ. Cố lên. Nó cấp đấy. À. Thực ra không phải là do tôi bắt cái mật giỏi đâu. Mà là do chị khuyên đã sờ thấy sẵn có cái mật rồi và muốn cho tôi thực hành. Đã bắt đến con thứ 3, thứ 4 rồi nhưng mà tôi vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút. Chị Khuyên ơi, em có thấy cái mật ở đây đâu? Đưa chị non nào. Em khó cả tay. Thấy chưa? Không thấy á, hình như nó chui ra cái lỗ khác. Nhưng mà em không nhấc được người lên. Cứ báo cái bè lên được. Tay nó tụt sâu quá, không nhấc được lên. Ai? Ghi vào cây. Chị giúp em ơi. Ghi vào cây, cứ ghi vào cây. Chị chú ơi. Ê, chờ, hình như em tóm được cái mật chưa? Em tóm được cái mật xong chị rút em lên. Nào, hai. Đâu rồi? Vẫn không được. Mũi ra nào. Dạ. Ôi trời. Cứ như kiểu đi đây. Kéo co ngay giữa bãi. Xấu đấy, nó nãy nó lên đông được cơ mà. Nó nguồn vào ngay khác rồi. Thích quá. Bỏ lỡ con to như thế. To, nó nguồn ngay khác rồi. Dạ. Mất rồi. Thế là phải chịu thua. Thua. Dạ. Hết rồi. Ngày hôm nay có thời gian lao động ngắn hơn thường lệ vì con nước lên sớm. Và đây là toàn bộ số cáy mà chị Khuyên bắt được trong buổi sáng này. Đây là chỗ thu mua cái mật của bà chuyên môn mà chị em bán cho bác Sáng ở đây. À, thế sao chị bảo là có những hôm mà... Có hôm thì chị ra ngoài kia chị đón. À. Có hôm mới ra ngoài nán. Dạ.
có hôm thì không bận quá ra được thì các cụ nào bán. Mang vào trong nhà. Dạ. Cái này nó theo mối rồi này. Dạ. Như chị thấy năm nay những cái cái mật hay là những cái cua rè thì có được giá không ạ? Năm nay thì nếu mà so với mọi năm thì năm nay là bán rẻ hơn. Bán rẻ hơn. À. Năm nay dân tỉnh mua ít hơn, tiêu thụ nó ít hơn. Dạ. Nó rẻ hơn mọi năm. Thế năm nay hơi khó khăn với bà con. Khó khăn. Nói chung là năm nay là khó khăn hơn mọi năm. Chứ không không như mỗi năm thì chẳng hạn có ngày 3 tạ rưỡi cũng bán được hết, nhưng năm nay là 3 tạ rưỡi, nếu có thể 3 tạ rưỡi là thì mình tắt không bán được. Hôm nay mình cân thử xem mình thu hoạch được bao nhiêu đấy chị. Đâu? Bốn cân tám. Trừ đi một nạng còn 4 cân 7. Dạ. 4 cân 7 mà giá như đợt này là được bao nhiêu tiền hả chị? Giá 57.000 một cân. 57.000. Thời gian này là 57 bởi vì là về cái mùa này thì nó người ta ăn canh nó ít hơn. Thì mùa tháng 5 tháng 6 là nó nóng, người ta ăn canh nhiều hơn thì nó tát hơn. Dạ. Nóng thì mua hơn. Chỉ bắt được vài cân, cộng thêm giá bán đợt này đang xuống thấp nên chị Khuyên chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Số tiền này được tích lũy dần từng ngày rồi gửi lên Hà Nội cho các con ăn học. Bao nhiêu năm công việc và cuộc sống của chị Khuyên vẫn như thế, cần mẫn bên bãi bồi để trông chờ tương lai nhàn nhã hơn cho các con của chị. Nghe những chia sẻ của chị Khuyên, tôi lại băn khoăn về cuộc sống của cô Hợp. Theo tuổi tác, cô sẽ không thể kiếm được nhiều tiền nhờ vào công việc thu lượm hải sản trong vùng lõi như những người đồng nghiệp của mình. Cô sẽ sống như thế nào với thu nhập càng ngày càng ít đi như vậy? Trong căn nhà nhỏ ven sông ở xã Giao Thanh, cô Hợp chỉ sống một mình. Cô sinh được 2 người con, một gái, một trai. Nhưng cả hai đều đã đi làm xa. Niềm vui lớn nhất của cô là khi nghĩ về cháu. Những bức ảnh này trở thành người bạn, xua đi những vất vả, cô đơn của cô trong hàng chục năm qua. Chỉ khi có việc thật quan trọng hay con cháu chẳng may bị ốm, cô Hợp mới rời nhà xa biển một vài ngày. Lục Diệp năm nay được bao nhiêu tuổi rồi con? Lục Diệp năm nay cháu 5 tuổi. À, thế bà được 3 cháu rồi. Đủ cả nếp và tẻ, khéo ghê. Thế không biết là trong thời gian này thì bà có phải vất vả không? Có sang... Để cháu lớn, để Huyền Trang thì bà chăm, bà bế 8 tháng. Để Lục Diệp thì là 4 tháng, Duy Linh cũng 4 tháng. Đi xa đấy cũng nhớ con nước mà nhớ những bà con mà cùng nhớ đi thu lượm. Lại còn các anh em liên lạc của quả biên đồn biên phòng. Thì cô này là liên lạc của trạm, cho nên là ở nhà rau cỏ anh em nó hết hay là đồ ăn gạo nước thì mình gắn bó đấy, mình các anh em ngoài đấy nó sống tình cảm lắm. Qua những chia sẻ chân thành ấy, tôi hiểu biển quan trọng với cô Hợp và người dân ở đây đến thế nào. Biển không chỉ cho họ những sản vật quý mà còn cho họ một đời sống gắn bó và đoàn kết. Cho dẫu chỉ gặp nhau vội vàng trên bến đò, họ cũng sẵn sàng sẻ chia từng đồ ăn, thức uống hay cho nhau từng con hải sản mà họ bắt được. Cuộc sống ấy nhìn bề ngoài có thể thấy được sự nhọc nhằn, nhưng hòa vào với họ sẽ thấy được sự lạc quan trong mỗi con người. Đó là sức mạnh để mỗi buổi sớm mai họ lại lên đường, tiếp tục mưu sinh bên những bãi bồi khi mà con nước vẫn chưa kịp đến.